Hé lộ tuổi Quý Dậu năm 1993, nữ mạng nhận lộc trời ban, đời đời giàu sang nứt vách. Quý vị và các bạn thân mến, đã bao giờ bạn đã tự hỏi hạnh phúc là gì hay chưa mà người ta cứ mãi tìm nó? Trong cuộc sống, có rất nhiều người coi hạnh phúc chỉ là những điều rất bình dị, nhỏ nhoi. Có những người cho nó là thứ gì đó thật vĩ đại. Quả thực ngày nay, tiền bạc dường như đang dần chi phối mọi thứ. Có những người coi tiền sẵn sàng bỏ gia đình, anh em, mâu thuẫn bất cứ phù hợp với cha mẹ cũng chỉ vì tiền. Vậy nên trong cuộc sống hiện đại ngày nay, thì chúng ta lăn xả cũng chỉ vì mong kiếm được đồng tiền, có quyền lực để ngẩng cao đầu với xã hội. Theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi và chiêm tinh học, tuổi Quý Dậu nữ mạng sinh năm 1993 bước sang năm 2024 sẽ đón đợi đầy rẫy những biến động hùng cát đan xen. Cụ thể chi tiết vận trình ra sao, hãy cùng phong thủy phát tài giải đáp ngay sau đây quý vị nhé. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, sau đây chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là khái quát vận hạn năm 2024. Tử vi tuổi Quý Dậu năm 2024 nữ mạng, năm sinh 1993, tuổi 32, cùng mệnh Cấn Thổ, thiên can Quý, địa chi Dậu, hạn trong năm Huỳnh Tuyền, bệnh nặng hao tài. Tam tai năm 2024, quý cô không dính hạn tam tai. Kim lâu, quý cô không phạm kim lâu trong năm 2024. Sao chiếu mệnh Thổ Tú, một trong những sao trung tính trong chiếu mệnh, không mang lại tình trạng tốt hay xấu rõ rệt. Tuy nhiên, tháng 4 và tháng 8 âm lịch là thời điểm sau này có ảnh hưởng xấu đến quý cô. Trong năm nay, quý cô hãy cẩn thận và kiểm soát lời nói trong giao tiếp, tránh đụng độ và gây tai tiếng. Thổ Tú sau ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn. Tháng 1, tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bí ai. Làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao. Mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ. Tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi. Tin người ngon ngọt phải nguy, thì ân bố đức việc gì cũng qua. Ngũ hành, theo tử vi Quý Dậu 2024, nữ mạng người này có ngũ hành bản mệnh là kim, gặp năm Giáp Thìn, có ngũ hành thuộc hỏa, là quan hệ chủ về khắc nhập. Đây là năm người tuổi này cẩn thận các vấn đề liên quan tới sức khỏe, có thể dễ ốm đau hoặc bị bệnh tật trong năm. Kinh doanh làm ăn chú ý về việc mở mang khó thuận lợi như ý muốn. Bên cạnh đó, tình cảm của anh em trong nhà không thuận hòa, nhiều mâu thuẫn và lục đục, nhất là vào thời điểm tháng 8 âm lịch, bất lợi đưa tới cho phương tiện tiền bạc và tình cảm. Thiên can, thiên can Quý thuộc hành thủy của người tuổi này gặp năm Giáp Thìn 2024. Thiên can giáp thuộc hành mộc là quan hệ bình hòa. Xem bói tử vi nữ 1993 năm 2024 cho hay công việc không được như mong muốn. Tài lộc của bản thân có nhận được trong năm này nhưng không được nhiều, chỉ ở mức bình thường. Về sức khỏe của người tuổi này năm 2024 chủ về không tốt. Chính vì thế chủ mệnh cần lưu ý khám bệnh định kỳ hoặc chú ý những thay đổi của sức khỏe của bản thân. Địa chi người tuổi này là Dậu gặp năm này địa chi Thìn là quan hệ nhị hợp. Xem bói tử vi tuổi Quý Dậu năm 2024 nữ mạng cho biết công việc của người tuổi Dậu sẽ đưa tới sự mở mang cũng như phát triển. Bản thân ra ngoài được hỗ trợ từ quý nhân và sớm đạt được kết quả của công việc như mong muốn. Về ngũ hành địa chi, Thìn gặp ngũ hành địa chi Dậu là tương sinh. Vì thế trong năm chủ mệnh xuất tiền làm ăn hoặc có sự đầu tư kinh doanh. Cung phi, luận tử vi nữ Quý Dậu 1993 năm 2024 cho biết, người này cung phi cấn thuộc hành thổ gặp năm Giáp Thìn cung phi chấn thuộc hành mộc, là khí chủ về lục sát. Năm 2024, Giáp Thìn là năm chủ mệnh dễ gặp chuyện thị phi, khó khăn trong công việc vì bị người khác phá hoại. Ngũ hành cung phi tuổi có quan hệ xung khắc của ngũ hành cung phi năm 2024,
dẫn tới tiền bạc trong năm phải lo lắng, công việc cũng cần suy nghĩ. Kết luận tử vi Quý Dậu nữ mạng năm 2024, về cuộc sống chưa được tốt, mưu cầu về đường công việc làm ăn cũng như tiền bạc khó được như ý muốn. Ngoài ra thì bất lợi mọi việc không được như kỳ vọng. Chuyện tình cảm gia đình cũng gặp bất lợi và có thể phi đưa tới. Đối với sức khỏe của nữ mạng Quý Dậu trong năm nay cũng cần chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên khi đau ốm sẽ nhanh khỏi bệnh. Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với phần 2 là phần giải đoán vận hạn chi tiết người tuổi Quý Dậu nữ mạng trong năm 2024. Đầu tiên là 4 tháng đầu năm. 1. Tử vi sự nghiệp. Bước sang 4 tháng mới, người tuổi Quý Dậu bị cục diện tương xung khắc chế, khó phát huy năng lực như mong muốn, lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống, nên khó khăn chồng chất khó khăn. Khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, bằng không sẽ phạm sai lầm, ảnh hưởng uy tín. 4 tháng này, bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó khó nhằn, tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Do bị hung tinh ảnh hưởng, bản mệnh không có ý hại người nhưng lại dễ bị người hại, mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu, phải hết sức kiên nhẫn, công việc thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung, khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, vận trình công việc của Dậu trở nên sa sút do xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Các mối quan hệ xã giao giữa bản mệnh với đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên thiếu sự hài hòa là nguyên nhân chính khiến bạn vướng vào rắc rối, thị phi, thậm chí cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong tập thể. Dù bản thân luôn tâm niệm không xen vào chuyện không liên quan đến mình, nhưng con giáp này luôn bị kéo vào vòng xoáy cạnh tranh, đấu đá một cách vô tình, đến nghi nhận ra thì sự đã rồi. Một phần cũng do 4 tháng này nguyệt lệnh lâm bệnh, tâm lý người tuổi Quý Dậu lại càng bất ổn hơn, có xu hướng tự thu mình lại, tránh đám đông. Tâm tư tình cảm không thoải mái cũng là một nguyên nhân kéo hiệu quả công việc giảm sút, thậm chí rất dễ tuột khỏi tay mối làm ăn hời, hậu quả khôn lường. Do đó bạn nên học cách kiểm soát cảm xúc tốt, suy nghĩ tích cực hơn để sớm thoát khỏi mớ bòng bong này. Hãy tạm chấp nhận cuộc sống thực tại, nghĩ thoáng về tương lai, hướng tới điều tốt đẹp. Tinh thần bạn sẽ thoải mái hơn rất nhiều. May mắn trong 4 tháng này có hữu bật cát tinh phò trợ, lại thêm thiên ấn mang tới nguồn khí vượng giúp bạn thêm mạnh mẽ để đương đầu với mọi chuyện xảy đến. Tiếp tục theo đuổi đam mê, mọi chuyện rồi sẽ lại suôn sẻ. Dù bị tiểu nhân quấy phá, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, bạn bình tĩnh vượt qua thị phi, chủ động nắm bắt cơ hội thì chẳng lo không có bứt phá. 2. Tử vi tài lộc tuổi. Phương tiện tài lộc cũng là một nỗi lo không nhỏ của người tuổi Quý Dậu trong 4 tháng này. Nguồn thu chính chững lại, trong khi đó hầu như không có nguồn thu phụ. Mọi chi phí trong 4 tháng này đều phụ thuộc vào đồng lương chính. Tinh thần làm việc thiếu tập trung, lại bị chi phối bởi rất nhiều chuyện bên lề, cũng như ảnh hưởng sức khỏe, khiến con giáp này khó tập trung, làm tốt mọi việc, dẫn tới kết quả không thành, thậm chí mất mát tiền của. Dấu hiệu phá tài càng thêm rõ ràng khi bị đại hao chiếu mệnh, điềm báo cho thấy bạn sẽ bị lừa gạt, chịu tổn thất nghiêm trọng. Đã vậy, con đường kinh doanh kiếm tiền làm giàu của tuổi Quý Dậu dễ bị ngáng trở. Trong 4 tháng này, có thể phát sinh không ít rắc rối, liên quan đến con người cũng có, pháp luật cũng khó tránh. Do đó, bản mệnh cần thận trọng khi ký kết các loại giấy tờ, văn bản giao kèo. Đừng để sai một ly đi một dặm, rất dễ phạm sai lầm lớn. Người làm đầu tư càng phải thận trọng, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, chú ý quản lý túi tiền thật chặt. Đừng tin tưởng lầm người rồi lĩnh hậu quả khi giao chứng cho ác. Có câu mơ sự tại nhân thành sự tại thiên, có lẽ đúng với bạn trong trường hợp này. Với những người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp bằng việc kinh doanh, bạn cũng nên xem xét lại vấn đề một cách nghiêm túc và căn cứ vào tình hình thực tế cũng như năng lực của bản thân đến đâu. Đừng thấy người khác làm việc dễ dàng và nghĩ rằng mình cũng có thể làm được. Vốn trong tay ít,
kinh nghiệm chưa đủ, nhân sự thiếu hụt là rào cản rất lớn cho bạn nếu có ý định khởi nghiệp trong giai đoạn này. Bạn vẫn cần có thêm thời gian để tích lũy mọi yếu tố, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. 3. Tử vi tình duyên. Con giáp này đối đầu với cục diện tương xung thái tuế, lại thêm ngũ hành 4 tháng này xung khắc nên vận tình cảm giảm sút nghiêm trọng. Giữa các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu, xuất hiện một vài mâu thuẫn trục trặc vì đủ chuyện không đâu. Những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn nổ ra liên miên, bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên. Đổ vỡ hoàn toàn có thể ập đến bất cứ lúc nào, tự truyền nhỏ nhặt. Nhất là những cặp yêu xa, thời gian dành cho nhau không nhiều, xa mặt cách lòng, tình cảm cứ thế nguội dần. Khi niềm tin không đủ lớn, những nghi kỵ ghen tuông bóng gió chính là nguyên nhân giết chết tình yêu của hai bạn. Các cặp vợ chồng cũng khó tránh khỏi cảnh cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhiều muộn phiền về tâm lý khiến con giáp này sinh giận hờn, khơi mào chiến tranh với bạn đời. Chính vì thế gia đạo bất an hơn hẳn. Không khí gia đình nhiều lúc trầm lắng đến lạ thường, khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực. Người độc thân vẫn giữ trong mình tư tưởng bảo thủ, sợ đi vào vết xe đổ trong quá khứ, sợ phải mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mới, nhưng đổi lại chỉ toàn tổn thương nên tự tay đóng lại cánh cửa hạnh phúc của mình. 4. Tử vi sức khỏe. Nguyện lệnh lâm bệnh trong 4 tháng này không chỉ ảnh hưởng tới thể chất mà cả tinh thần của người tuổi Quý Dậu cũng trở nên bất an. Những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý của bệnh chủ. Bạn đang tự tạo áp lực cho chính mình, từ đó khiến cơ thể càng thêm suy nhược, ăn ngủ không ngon, ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, hung khí còn mang theo những điểm báo suy sẹo bất ngờ, bệnh tật hoành hành. Bản mệnh cần có những biện pháp dưỡng sinh, luyện tập thể thao hợp lý để tăng cường thể lực, đẩy lùi bệnh tật. Tiếp đến là bói mệnh tử vi 4 tháng giữa năm 2024. Tử vi sự nghiệp. Trong 4 tháng này, sự nghiệp của người tuổi Quý Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ sự tương trợ từ quý nhân tam hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ. Mưu sự có phần dễ dàng hơn, nhờ đó thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là thành công của Dậu từ trên trời rơi xuống. Bản thân con giáp này cũng phải đổ mồ hôi, rồi nước mắt mới có thể nắm lấy được cơ hội thể hiện năng lực của mình. Đặc biệt càng về cuối tháng, công việc càng nhiều và áp lực đòi hỏi người tuổi này cần bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm sai lầm khiến công sức nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển. Cần hết sức lưu ý, 4 tháng này nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Dậu có thể khiến vận trình biến động theo chiều hướng khó đoán biết. Sẽ có lúc bạn thấy mọi việc thăng hoa rực rỡ, nhưng cũng có khi tụt dốc, thăng trầm bất định. Tinh thần của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng theo đó. Cần có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng. Bạch hổ và thiên quan hung tinh đồng loạt tác động cũng khiến vận tiểu nhân tiềm tàng. 4 tháng này, bạn càng cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Thông tin cần được kiểm chứng rõ ràng, chớ vội tin lời mời chào, dụ ngọt của ai đó quá nhanh. Các mối quan hệ trong công việc của bạn cũng có thể đang tốt đẹp, bỗng diễn tiến xấu đi do va chạm trong quá trình làm việc chung. Sau đó, bạn mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc, ẩn mình chờ thời. Tốt nhất cần tập trung vào mấu chốt công việc, đừng vì nóng nảy nhất thời mà gây hấn với những người xung quanh. Nhìn chung sự nghiệp có thuận có nghịch, nhưng cái chính, sự thành hay bại là do tuổi Quý Dậu quyết định. Yếu tố vận mệnh chỉ là phụ, cái chính là bản mệnh phải tự biết xoay sở, kiềm chế cảm xúc, tập trung suy nghĩ thấu đáo mọi việc trước khi tiến hành, mọi thứ sẽ đâu vào đó. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. 2. Tử vi tài lộc. Xem tử vi, nhờ tam hợp cục nhập mệnh nên phương diện tài lộc của con giáp này khởi sắc rõ rệt. Tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội tăng thêm thu nhập đến với cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh, cần nhanh tay nắm bắt. Người làm công việc cố định có thu nhập ổn định, nếu làm thêm nghề tay trái thì nguồn thu sẽ dồi dào hơn. Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ có một 4 tháng này khởi sắc rực rỡ với tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thời điểm này thích hợp để khởi nghiệp hay mở rộng quy mô kinh doanh.
người tuổi Quý Dậu có thể cân nhắc để không bỏ lỡ thời cơ. Có những lúc cần một chút máu liều, không thể luôn chọn phương án an toàn được. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bản mệnh bất chấp tất cả để kiếm tiền mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo hay không cân nhắc tính an toàn khi có ý nghĩ, ý định sử dụng nguồn vốn. Lưu ý, Ất Mộc Lâm Tuyệt Cung có thể mang tới biến động lớn về tiền bạc, lại thêm cả sao xấu Bạch Hổ. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vướng mắc phải tranh chấp kinh doanh, giấy tờ nhập nhằng, mua bán hay hợp tác, gặp người cháo trở. Thậm chí tình huống nguy cấp còn có thể vướng họa lao tù. Lời khuyên dành cho bản mệnh là đừng thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua hết những tín hiệu bất thường. Cẩn tắc vô áy náy, tính toán thận trọng không bao giờ là dư thừa. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú trọng cả việc tiết kiệm được tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt. Nếu tuổi Quý Dậu không giỏi trong khâu quản lý tài chính, có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa giúp. Một khi có khoản tích lũy đảm bảo, bạn cũng có thêm tự tin để theo đuổi lý tưởng của mình. 3. Tử vi tình duyên. Phương diện tình duyên của người tuổi Quý Dậu trong 4 tháng được dự báo là tương đối ổn định. Tam hợp sẽ giúp tình cảm thêm hài hòa và mặn nồng. Người đã có được có cặp thì tình cảm thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để bạn trân trọng và tạo nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Tuy vậy, tính chuyện hôn nhân trong 4 tháng này, nguyện lệnh tâm tuyệt có thể chưa phù hợp. Cả hai vẫn nên dành thời gian để bồi dưỡng và đắp xây mối quan hệ, chớ nên vội vàng kẻo hôn nhân sau này tồn tại nhiều bấp bênh. Các cặp vợ chồng nên học cách đồng cảm với những áp lực mà nửa kia phải chịu đựng. Lúc nóng giận không nên nói lời chia tay, hãy nghĩ về con cái. Ngoài ra, vì quan hệ xã hội của bạn có xu hướng phát triển rực rỡ trong tháng, nên bạn cũng phải hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp, đối tác, tránh để hiểu nhầm phát sinh. Người độc thân có vận đào hoa hưng vượng, được nhiều người mến mộ, thầm thương trộm nhớ, có bản mệnh tìm thấy hạnh phúc mới. Nhưng cũng có những người vì quá mải mê phát triển sự nghiệp mà bỏ lỡ cơ duyên tốt lành. Tuy nhiên, tuổi Quý Dậu đôi lúc suy nghĩ cứng nhắc, bảo thủ và kén chọn trong chuyện tình cảm. Điều này có thể gây hiểu lầm với những người muốn tiếp cận bạn. Do đó, bạn nên có thái độ mềm mỏng và tinh tế hơn. Hãy tích cực tham gia các cuộc vui với bạn bè đồng nghiệp. Duyên lành sẽ tự tìm tới bạn. 4. Tử vi sức khỏe. 4 tháng này, Dậu Kim Lâm Tuyệt ảnh hưởng khiến sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu sa sút, nên chú trọng hơn tới việc chăm sóc bản thân. Việc dưỡng sinh cần được quan tâm hơn. Sức khỏe là vốn quý mà nếu mất đi sẽ không thể lấy lại. Lưu ý, trong 4 tháng này có sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh, mang theo điềm báo về tai nạn bất ngờ, họa huyết quang. Người tuổi Quý Dậu hết sức lưu ý khi đi lại, tham gia giao thông, xuất hành xa. Thậm chí khi ở trong nhà, bạn cũng nên cẩn thận, chớ để đồ đạc sắc nhọn dễ vỡ nơi hớ hênh, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cả người trong gia đình. 4 tháng này cũng nên tránh xa các hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm, nếu không sẽ làm tổn hại chính mình. Cuối cùng là tử vi dự đoán 4 tháng cuối năm 2024. 1. Tử vi sự nghiệp. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Quý Dậu sẽ có những bước tiến lớn trong công việc, đạt được nhiều thành tựu ở 4 tháng này, vượng khí như này. Có nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh hỗ trợ, con giáp này gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn. Tâm trạng như vậy cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Sự hưởng khởi giúp bạn trở nên vô cùng nổi bật. Bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy, mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm này, bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình. Sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn. Lại thêm tà phù cát tinh chiếu mệnh, báo hiệu có sự nâng đỡ, giúp sức từ quý nhân. Con giáp này có thêm sự tương trợ từ bên ngoài thì sẽ càng thăng tiến mạnh mẽ hơn nữa, như hộ mọc thêm cánh, phú quý không ai sánh bằng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống. Để có thể đạt được tất cả những điều mong muốn, tuổi Quý Dậu cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được. Thành công không có chỗ cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực,
bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Thêm một điều nhắc nhở nữa, 4 tháng này bạn càng tỏa sáng, càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét do nóng mắt. Thiên cộng hung tinh nhắc nhở, hung họa tiềm ẩn rất nhiều, bạn trở nên chủ quan dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, trở nên kiêu ngạo, kẻo tự sức họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Cát khí trong 4 tháng này cũng có lợi cho việc trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Nếu có cơ hội được học hỏi trong môi trường chuyên nghiệp, đừng quá do dự bởi đó có thể là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn. 2. Tử vi tài lộc. Ở phương diện tài lộc, 4 tháng tới mang đến cho tuổi Quý Dậu nhiều cơ hội gia tăng tài sản, lộc lá đầy nhà. Người tuổi Quý Dậu với khả năng chi tiêu chu đáo, lại thêm tài tinh hỗ trợ nên nhìn nhận mọi vấn đề đều rất thực tế và thông suốt, tài vận khá sáng. Được trường sinh hộ mệnh, công việc tiến hành trôi chảy thì tài lộc ắt tăng theo là lẽ đương nhiên. Bản mệnh bớt đi nhiều điều phiền não, tập trung làm tốt công việc của mình, lợi nhuận nhờ vậy tăng lên khá nhanh. Thêm cả thiên tài báo hiệu, bản mệnh cũng có thể gặp được những mối ý đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong 4 tháng này. Có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong 4 tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù, thì chắc chắn việc làm ăn buôn bán sẽ không đến nỗi nào. Đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên bạn cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng. Nhất là khi trong 4 tháng này có cả thiên cẩu hung tinh hoành hành, sai một ly là có thể trả cái giá rất đắt. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. 3. Tử vi tình duyên. May mắn nguyệt lệnh lâm đất trường sinh nên hứa hẹn chuyện tình cảm của tuổi Quý Dậu được thuận buồm xuôi gió. 4 tháng này các cặp đôi khá tâm đầu ý hợp trong mọi việc. Thậm chí cả hai còn khá đồng lòng trong những việc lớn mà trước đây không thể quyết được. Vợ chồng duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề. Nhờ vậy mà mối quan hệ được củng cố và ngày càng bền chặt. Hạnh phúc gia đình được đảm bảo. Tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ. Bạn cảm nhận được sự động viên tinh thần mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Hơn nữa, trường sinh còn rất có lợi cho chuyện sinh con đẻ cái. Nhân đạt này, các cặp vợ chồng có thể lên kế hoạch sinh con. Một số vợ chồng trẻ không cầu mà được, hỷ sự ắt tới. Nhân lúc đang vượng nhân duyên này, những ai đang độc thân hãy tích cực mở lòng, nhiệt tình tham gia các sự kiện, vì khi đó bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp. 4. Tử vi sức khỏe. Thể trạng của tuổi Quý Dậu trong 4 tháng này khá tốt. Bản mệnh lâm đất trường sinh, sức khỏe khá ổn định, không gặp vấn đề hay trục trặc nào quá lớn. Dù vậy, bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể trong mùa hè nóng đực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý trong 4 tháng này có sự xuất hiện của sao xấu thiên cẩu có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở tuổi Quý Dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi xa tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại nếu gặp miếu, điện, chùa tháp nên vào khấn vái để cầu mong sự bình an. Chi tiết hơn, sau đây sẽ là tử vi 12 tháng của con giáp tuổi Quý Dậu. Vận mệnh tuổi Dậu năm 2024 tháng 1. Đối với tuổi Dậu, khi bước sang tháng Bính Dần, công việc làm ăn chưa thuận lợi, không đạt được như mong muốn. Mưu cầu về tài chính cũng gặp trở ngại và thách thức. Tuy nhiên, vấn đề tình cảm gia đình đang ổn định, mang lại niềm vui. Về sức khỏe, cần cẩn thận đề phòng các chấn thương về tay chân. Tử vi tuổi Dậu năm 2024 tháng 2.
Đối với tuổi Dậu, khi bước sang tháng Đinh Mão, tiền bạc có xu hướng tiêu pha và hao tán nhiều trong cuộc sống. Sức khỏe chưa được tốt, gặp khó khăn và kéo dài khi bị đau ốm. Về tình cảm thì cần chú ý đến những chuyện buồn xảy ra trong gia đình. Ngoài ra không nên thay đổi công việc và mưu cầu mới trong tháng này. Phong thủy tuổi Dậu năm 2024 tháng 3. Tuổi Dậu bước sang tháng Mậu Thìn, dự báo có thể dễ dàng đạt được mục tiêu về tiền bạc. Công việc làm ăn diễn ra bình thường và thuận lợi. Tình cảm gia đạo đem lại sự yên vui. Tuy nhiên cần lưu ý về sức khỏe, tránh đau ốm kéo dài. Tử vi tuổi Dậu tháng 4 âm năm 2024. Tuổi Dậu bước sang tháng Kỷ Tỵ, dự đoán công việc làm ăn có thể đạt được sự đầu tư và mở rộng. Tuy nhiên tử vi tuổi Dậu năm 2024 còn cho biết cần lưu ý đến tình cảm gia đình, tránh xảy ra xung đột và phiền muộn. Về sức khỏe, tháng này khá ổn định, bệnh tật sẽ nhanh chóng đi qua. Tử vi tháng 5 tuổi Dậu 2024, tuổi Dậu bước sang tháng Canh Ngọ, dự báo công việc và kinh doanh có thể đối mặt với sự thay đổi và tính toán mới, đồng thời có thể có sự thay đổi về nơi làm việc hoặc nơi ở. Tháng này, khi gặp khó khăn về tài chính, tuổi Dậu sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tình cảm gia đình có thể gặp một số vấn đề buồn phiền. Sức khỏe của bố mẹ cũng cần được chăm sóc đặc biệt trong tháng này. Vận hạn tuổi Dậu năm 2024 tháng 6. Tuổi Dậu bước sang tháng Tân Mùi, chủ về công việc và kinh doanh sẽ được hưởng thêm sự may mắn. Người tuổi này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân và việc mưu cầu trong công việc sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời về mặt tài chính sẽ gặp những tiến triển tích cực và gia đình cũng sẽ mang đến những tin vui. Sức khỏe trong tháng này khá tốt, ít gặp phải đau ốm. Tử vi tháng 7 tuổi Dậu năm 2024, tháng người tuổi Dậu bước vào tháng Nhâm Thân, công việc làm ăn sẽ ổn định, không có những biến động đáng kể. Mặc dù tiền bạc có nhưng không nhiều. Ngoài ra theo tử vi tuổi Dậu 2024, nếu có kế hoạch xuất hành đi xa sẽ gặp may mắn và có cơ hội thu được lợi ích tài chính. Đối với sức khỏe, hãy đảm bảo an toàn khi di chuyển trên xe cộ. Tử vi tuổi Dậu năm 2024 tháng 8. Tuổi Dậu bước sang tháng Quý Dậu, chủ về công việc làm ăn có sự tiến triển tốt, nhưng cần đặc biệt lưu ý đến thị phi và khả năng xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống và gia đình. Đối với tài chính, tình hình ổn định với mức đủ để chi tiêu trong cuộc sống. Về sức khỏe, hãy đặc biệt chú ý đến việc di chuyển trên nước và tránh nguy cơ chấn thương cho tay chân. Bói tử vi tháng 9 tuổi Dậu năm 2024. Người tuổi Dậu bước sang tháng Giáp Tuất, chủ về không thuận lợi trong tình cảm, gia đạo gặp khó khăn về công việc làm ăn bất lợi. Ngoài ra tử vi năm 2024 tuổi Dậu, chủ về sức khỏe cá nhân cũng không tốt, việc đi xa có thể gặp trở ngại và phiền toái. Lưu ý đặc biệt về vấn đề tiền bạc trong tháng này. Tử vi tuổi Dậu tháng 10 2024, tuổi Dậu bước sang tháng Ất Hợi, chủ về có sự may mắn hơn, mọi việc có xu hướng đi lên, mưu cầu trong công việc dễ dàng và gặp được quý nhân tương trợ. Ngoài ra trong tháng này, việc xuất hành đi xa sẽ mang lại may mắn và thuận lợi về tiền bạc. Đối với sức khỏe, trạng thái khá tốt và nếu gặp phải bệnh tật thì khả năng phục hồi cũng sẽ nhanh chóng. Tử vi tháng 11 tuổi Dậu năm 2024, tuổi Dậu bước sang tháng Bính Tý, chủ về phương tiện tiền bạc sẽ có xu hướng tiêu pha nhanh chóng. Công việc làm ăn gặp khó khăn và bất lợi. Xem tử vi 2024, tuổi Dậu cho hay tình cảm gia đình không được tốt và có thể xảy ra những sự cố và phiền muộn trong cuộc sống. Ngoài ra về sức khỏe cá nhân, lưu ý về xương khớp và máu huyết. Tử vi tuổi Dậu tháng 12 năm 2024, người tuổi Dậu bước sang tháng Đinh Sửu, chủ về tài chính có sự hao hụt và không đạt được như ý muốn. Đối với công việc làm ăn, tuy gặp khó khăn nhưng cũng có thể gặp được quý nhân giúp đỡ. Ngoài ra, tình cảm gia đình thiếu sự hòa khí và bản thân cũng có thể gặp vấn đề sức khỏe. Hy vọng quý vị đã có những giây phút bổ ích. Hẹn gặp lại quý vị trong những video giải mệnh đáng giá sau trên kênh Phong Thủy Phát Tài mỗi ngày nhé!